Trả trước 1 tỷ đồng tiền mặt thôi, quý vị đã có thể sở hữu cho mình một cái ngôi nhà 5 tầng xây mới, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà ngay. Quý vị đi làm rất là thuận lợi ở cả khu vực Hà Đông, cả khu vực Hoài Đức và cả khu vực Mỹ Đình. Với căn nhà này thì nó lại cực kỳ gần với các trung tâm thương mại lớn Aeon Hà Đông, Vinhome Smart City. Mời mọi người theo em vào căn nhà này nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý vị hai căn nhà rất là mới gần với Hồ La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với hai căn nhà này thì đã bán một căn và chỉ còn một căn duy nhất Ngọc Ánh đang quay ở đây. Với thông số nhà diện tích 30m, hướng nhà là hướng Tây Bắc, ngõ trước nhà 1m8, cách trục đường ô tô đi lại 50m. Với căn nhà này nó cách với lại vị trí Hồ La Dương, nó sẽ khoảng tầm 200m, cách với lại trục đường chính Lê Trọng Tấn Hà Đông, nó khoảng tầm 700m mọi người ạ. Với cái căn nhà này thì sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà luôn và giá chào bán của căn nhà này rất là hợp lý, 2 tỷ 550 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị nào có nhu cầu sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà luôn, phần hoàn thiện của ngôi nhà vừa mới hoàn thiện xong hết, có thể dọn đồ về và ở ngay quý vị nha. Với cái căn nhà này thì thửa đất của nó là thuộc chữ L, cho nên cái thiết kế của ngôi nhà khá là hợp lý. Với cái phần hoàn thiện cửa chính, hai lớp bên ngoài là lớp cửa sắt kéo và bên trong là lớp cửa đây nhôm kính mọi người nha. Với cái phần tầng 1 của ngôi nhà thì ở đây thiết kế cho mình một cái hệ thống phòng khách đầy đủ, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện, giao thông ở cái vị trí cái căn nhà này thì đi lại rất là thuận tiện. Nó gần với lại trung tâm Aeon Hà Đông, nó cách với lại trung tâm Aeon Hà Đông khoảng tầm 1 km thôi. Đi lại thuận tiện, xung quanh cơ sở vật chất hạ tầng cũng như là tiện ích dân sinh rất chi là đầy đủ. Đây là cái phần phòng bếp của ngôi nhà. Với cái phần thiết kế hoàn thiện của ngôi nhà này thì đã gần như xong hết, chỉ việc dọn đồ về và ở đúng theo hiện trạng nha mọi người. Tủ bếp thì được thiết kế là tủ gỗ ăn cường, chống cong vênh mối mọt, với cái phụ kiện bếp lắp đặt đầy đủ đi kèm, chất liệu inox 304 rất là chắc chắn, chậu rửa, vòi rửa, hệ thống điện này, nước, hồ sơ điện nước đều được lắp đặt riêng biệt. Với cái căn nhà này Ngọc Ánh vừa chia sẻ với mọi người rồi, nó là theo cái khổ đất, nó là hình chữ L. Bởi vì ở đây có một cái cửa sổ rất là thoáng ở cái không gian phòng bếp nha mọi người. Đó, vô cùng thoáng luôn. Hướng nhà này là hướng Tây Bắc, tuy nhiên thì mọi người có thể nhìn thực tế cái ngõ này, ở trước nhà là đã có cái một cái nhà cao tầng nó chắn rồi, cho nên nó không bị nóng. Đây là cái phần phòng bếp của ngôi nhà. Với cái phần ở đây, ngoài phòng khách, phòng bếp thì còn một phòng vệ sinh nhỏ, đáp ứng cho quý vị công năng sử dụng về cái bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng. Lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Đây mọi người nhá, toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà, thiết kế ở đây toàn bộ là gỗ lim, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite. Như vậy Ngọc Ánh review chi tiết đường hướng giá, vị trí cụ thể của ngôi nhà này đi lại rất là thuận tiện cho quý vị nào đang đi làm và sinh sống ở khu vực Hà Đông, hoặc quý vị có đi làm ở trên khu vực Hoài Đức đi ra đại lộ Thăng Long thì cũng rất là gần. Sau đây mời mọi người theo em lên trên phía khám phá các tầng trên của ngôi nhà nhé. Với tầng 2 của ngôi nhà thì ở đây có một cái cửa sổ rất là thoáng ở phía hành lang và mọi người nha, rất là thoáng. Đồng thời phía tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế gồm một phòng ngủ rộng và một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Đây là cái căn phòng ngủ rộng ở phía bên trong đây. Quý vị nhìn thực tế, cửa sổ thông thoáng, ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Căn phòng này thì rất là vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất ở phía bên trong. Với cái diện tích sử dụng của căn phòng này nó khoảng tầm 11-12m². Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ lim, rất là chắc chắn. Và phòng vệ sinh ở phía tầng 2 ở bên ngoài đây thì khá là rộng mọi người ạ. Đây, đáp ứng cho quý vị về cái bồn cầu, hệ thống sen tắm, cửa sổ thông thoáng đây, dây chờ bình nóng lạnh, đây, lavabo. Cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Nói chung là với cái căn nhà này giá chào bán vô cùng hợp lý với cái khu vực này mọi người ạ. Nó là thuộc phường Dương Nội, ở đi lại giao thông rất là thuận tiện. Như Ngọc Ánh vừa chia sẻ, quý vị đi làm ở khu vực Hà Đông hoặc Hoài Đức, với cái căn nhà này mà nó cũng rất là gần với lại trung tâm thương mại Aeon. Và mọi người mời người theo em lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà này nhé. Với căn nhà 5 tầng thì Ngọc Ánh hiện tại đang đứng ở trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Với cái căn nhà này thì thiết kế tầng 1
phòng khách, phòng bếp, tầng 2, tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà. Mỗi một tầng thiết kế gồm một phòng ngủ rộng như thế này mọi người nha. Một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Tất cả các cửa thông phòng thì được thiết kế toàn bộ là gỗ lim. Với cái căn nhà này, ưu điểm của nó thì là gần với lại cái trục đường chính Lê Trọng Tấn. Nhược điểm của nó thì cái ngõ của nó đi vào đây nó hơi nhỏ một chút ở trước nhà thôi mọi người nha. Đây là nói chia sẻ ngõ trước nhà, còn nó cách với đường ô tô đi lại thì chỉ 50m thôi. Đấy. Và cái tiếp theo của cái căn nhà này thì đó là cái thửa đất của nó thiết kế đúng như Ngọc Ánh quay video cho mọi người. Nó là thửa đất chữ L. Tầng 2, tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rộng và một phòng vệ sinh. Sau đây Ngọc Ánh xin mời người theo em lên trên phía tầng 5, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Hiện tại Ngọc Ánh đang đứng ở phía tầng 5 của ngôi nhà thì bước lên trên phía tầng 5 ở đây có một cái ô dính trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang. Và phía tầng 5 của ngôi nhà thì đây thiết kế như sau. Khu vực để máy giặt mọi người nha. Khu vực để máy giặt ở đây cũng có một cái ô cửa sổ mở ra rất là hút gió. Đó. Một phòng thờ nhỏ nhắn ở phía tầng 5. Đây. Đây là phần phòng thờ của ngôi nhà. Có cửa sổ, có cửa thông phòng rất là thoáng. Và phần còn lại đây chính là phần sân phơi. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Nói chung với cái căn nhà này, xung quanh dân cư đông đúc, đi lại thuận tiện. Nếu như tính từ vị trí căn nhà này mà đi ra tới Mỹ Đình thì nó sẽ khoảng tầm 8 đến 10 km mọi người nha. Và ngoài đã review rất là cụ thể cũng như là giá, đường, hướng, vị trí rồi của căn nhà. Thì xin nhắc lại với mọi người, với căn nhà 30m² thiết kế và xây dựng là 5 tầng, hướng nhà là hướng Tây Bắc. Giá chào bán 2 tỷ 550 triệu đồng bao toàn bộ phí thuế sang tên. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Vậy thì mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về căn nhà này thì vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho Ngọc Ánh, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ nhà tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.